Hello, xin chào tất cả học sinh lớp 10 của thầy. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cái nhiệm vụ luyện tập các em. Thì hy vọng là các em sẽ không có xem video này khi mà các em chưa có lập bài. Thì nếu như các em muốn gian lận thì có đơn giản thôi. Các em nhờ bạn bè của mình là con cái thì các em xin cái đáp án. Nhưng mà thầy tin rằng là tất cả các em đều không muốn gì đó. Các em luôn luôn muốn sự công bằng và luôn luôn muốn chúng ta có một cái thực lực, thể hiện cái thực lực thực sự. Cho nên hãy làm thử, đừng có sợ sai. Sai thì mình xem lại mình sai ở đâu. Rồi giờ thì sẽ bắt đầu sửa nha. Các góc là một thì các em được có nộp vô. Các góc là một thì mình làm chứ biết thôi. Nếu là một không ai thì không phải mình đề. Cái này là mình đề, cái này mình đề. Cái này mình đề, cái này mình đề. Mở nghệ luôn. Như là câu C. Câu số 2. Tồn tại ít nhất một số thực. Sao cho mình mua nó bằng 3. Cho nên của B. Rồi câu 1, câu 2 này em không có nộp nữa. Câu 1, câu 2 này là bỏ đi. Mình nộp từ cái bài tập hợp á. Câu số 1. Sử dụng ký hiệu khoảng đoạn để viết cái này. Thì là cái em sẽ đánh của B. Đó là mình chỉnh của B. Câu 2 tính chất là thêm cái này là số tự nhiên sao nha, không có số 0, sao có là không có số 0 nha. Thì là câu B. Không biết là cái laptop của thầy âm thanh nó ổn nha. Lâu rồi hồi này không có chỉnh cái lọc. Trước cái lọc nó bị cái gì á. Cái kiểu như âm thanh nó ghè ghè sao. Do cái mic này nè. Chỉnh lại khoảng 80 thôi. 80 là ngon. Nãy 100 cái nó quá ghè. Câu số 3 người ta kêu với em lấy A thì B không? Em dễ ha. Dễ này à. Trừ 3 tới 11 phần 2. Xong từ 2 phần 5 nó cộng vô cùng cái em bỏ không? Bỏ bên này. Rồi giữ lại từ trừ 3 tới 2 phần 5 rồi. Là câu C. Câu số 4. Người ta hỏi là cái nào tập điện toán hay là câu C nè. Mấy em thế cái điểm nào vô á thấy nó thỏa mãn thì nó là đáp án. Còn điểm của C nó mãn. Em tự thế nha. Câu số 5 là các em lấy cái tọa độ 1 hay nè. Em thế vô 4 cái bóng chỉnh này. Nhưng các em phải loại câu B trước. Vì sao? Vì cái câu B nó không có dấu bằng. Mà cái này là đường, mấy cái đường nét liền mà. Dẫn tới việc là các em phải để nét đứt. Ố lộn, cái nét đứt mới là cái đúng rồi, nét liền. Ok, cho nên phải là câu B đầu tiên, cái này không có dấu bằng là sai nè. Bây giờ anh thấy x bằng 1, y bằng 2, đây là cái nào sai nè. X bằng 1, y bằng 2 thì 1 nhân cộng nhỏ hơn bằng 0 là sai rồi. Dẫn tới được câu D, B sai luôn. Và câu A, câu D sai, câu C mới đúng. Đó là cách thầy suy nghĩ. Câu số 6, alpha là tù. Alpha là tù. Thì sin dương, sin dương có âm đúng không? Sin dương có âm thì cô tăng với âm. Câu 7 này các em dễ tam giác đi, ngon hơn. Sin 1/3 không? Ở đây các em thầy dạy cái bấm máy rồi. Nhưng mà mình thử mình dễ tam giác đi ngon hơn. Cái này có alpha nè. Nó cho cái này tù đúng không? Tù thì em phải biết là tăng ít nó phải âm rồi. Tù có nghĩa là sin dương có âm. Cho nên em loại câu A với câu loại câu A thì thôi. Rồi bây giờ em giả định có mày alpha thì sin 1/3 có nghĩa là cái cạnh này 1, cạnh này 3 đúng không? Sin là đối chi quyền. Cho nên cái cạnh này nó phải là căn của 3 bình trừ 1 bình. Và bằng căn 8. Như vậy đó, em sẽ có một cái tam giác có cái cạnh, có cái cạnh đối là 1, còn cạnh kề là căn 8. Cho nên tăng alpha đó nó phải bằng trừ 1 phần căn 8.
cho bằng trừ 1 phần 2 căn 2 với em. Nhờ cái đi. Con số 7 đi. Câu số 8. Bàn về giải các dữ liệu tam giác mà cũng thức này là B. Câu số 9, tính độ dài BC. Tính độ dài BC là các em lấy căn đi. Căn của 3 bình cộng căn 3 bình. Này tính công thức nha anh em. Căn của A bình cộng B bình trừ 2 AB cộng, căn của B bình cộng C bình trừ 2 BC cấp A thôi. Này thầy cho công thức này, em công thức nha. Trừ 2 nhân 3 nhân căn 3 giờ có căn rồi ra mắt lắm 3 bình cộng căn 3 bình trừ 2 nhân 3 nhân căn 3 nhân 3 nữa nhân có bằng căn 3 căn 3 là B. Câu 10 là câu hay câu 10 các em không hỏi để này A, AB nào với là AD mới đúng. Câu 10 là câu khá là hay mấy em, thì sẽ dễ kể. Câu này có thể là câu mình thách thức rồi. Mình lấy lại nhé. Ok, nó cho em cái hình vuông, hình vuông nha, cái hình hình vuông là cái cạnh AD này là 2 nè, còn cái cạnh DC là cũng là 2 luôn, tức là cạnh này cũng là 2, còn cái cạnh AB này có nó là 4, rồi xong á, từ A mà em dựng vuông góc xuống CB là cũng hơi khoai nha, cái đường CB cái đường CB phải phải kẻ nè. Ok. Cái đường này đúng không? Từ A mà em dựng vuông xuống CB là cái đường này nè. Vuông góc đúng không? Đó. Nó không phải điểm C đâu nha, nó không phải là điểm C đâu bạn ơi. Rồi thầy gọi cái điểm này điểm K đi. Vậy làm sao mình tính được AK? Theo quan điểm của thầy đó, là thầy sẽ làm gì nè? Thầy sẽ xét cái tam giác AKB, xét tam giác AKB, AKB mình sẽ mình muốn tính cái AK này mà tính được cái góc alpha này, này nếu em tính được cái góc alpha này em sẽ tính được cái cạnh AK đúng không? Thì mình sẽ có AK là cạnh đối còn AB là cạnh kề, mình sẽ có AK chia AB bằng tăng alpha. Ok chưa? Như vậy là nhiệm vụ của mình sẽ tìm cái góc alpha xong. Thì các em muốn tìm cái góc alpha thì cũng đơn giản thôi. Các em từ đây các em hạ xuống như này. Các em đặt điểm này điểm M đi. Thì các em sẽ có được là cái tam giác này nó là tam giác vuông cân đúng không? Do cạnh này 4, cái này 2. Đúng không? Thì các em sẽ suy ra được cái alpha này 45 độ này. Nhưng mấy vuông cân này. Để em thế vô ha. Suy ra AK là bằng AB. AB là mấy? B là 4 à. 4 nhân tăng 45. Ủa? Đúng không ta? Sao nó giải nó khác à? Nếu mà giải nó ra 7 qua chia 2 á. Lộn rồi, cái cạnh AB phải là quyền mới đúng. Không phải là tăng. Mà sin. Sin mới đúng, đối chi quyền. Cạnh AB phải là cạnh quyền. Ok. Kiểm tra lại cái. AB là 4 nhân sin alpha. Nhân sin alpha. Nhầm xuống thế nào ta? AB bằng C bằng 2, AB bằng 5 là cái bằng 4 xin lỗi. AB bằng 5.
Ok, 50 bằng 5 thì cái cạnh AM thì có 2 thôi. Còn cái cạnh MB là 3 đúng không? Ok chưa? Thì các em không không phải alpha là 45 đâu, xin lỗi. Ok, vậy mình sẽ tính được cái góc alpha này nè, nó là đối y kệ, nhìn không? 2 chia 3, mình sẽ có tăng alpha là bằng 2 phần 3 đó. Ok chưa? Cho nên mấy em thế cái alpha này vô nè, các em sẽ bấm là 4 nhân sin của shift tăng 2 phần 3 là xong. Shift tăng 2 phần 3 nha. Nhưng mà cái này không phải là 4 nhân là 5 chứ. AB là 5, mình xin lỗi. Để cho AB là 5. Rồi các em có gì các em phản biện lời giải này nha. Cho lời giải như thế này. Rồi 5 đi. 5 nhân sin của sự tăng. Thêm phần 3. Okay. Nó ra 6 đúng không? Nó có một cách em không biết là mẹ mà các em lấy căn ra nữa hết bình thường hết. 10 trong 13 chứ 13 à. Sao tính 7 thôi. Nó vô tính là 7. Wow. Bài này tính rồi. Thầy có người tính 7 lắm rồi. Thầy sẽ đo thử một phần mềm ra. Ok. Bài này không khó đâu nhưng mà em phải nhìn được. Coi coi thầy có thực sự thiết kế đề sai không. Ok. Điểm A. Nói chung là dễ như cái thằng thang đó thôi. Rồi cái gì đâu. Rồi. Ra nhé rồi. Một. Ok. Mình sẽ dễ nha. Đó như là A nè. A chơi bên dưới nè. A chơi bên dưới. A, B nè. Cái này là 5 đúng không? C nè. D nè. Ok chưa? Xong rồi nó phải xây dựng một cái đường thẳng BC, xong rồi từ A thì xây dựng vuông góc số đường thẳng này đó. Và thầy sẽ đo cái khoảng cách này, cái khoảng cách này cũng là khoảng cách AK này em, nhưng mà nó mô tả nó vậy thôi, mình sẽ đo nếu coi giả thiết mình đúng hay sai. 2,77 mà thầy bấm nha, 2,77 tất cả nó phải ra 10 căn 13 chia 13 mới đúng, cho nên đáp án mới là câu C. Ok, câu C nhưng mà đổi lên số 10 luôn. Cái gì sai, cái gì sai, chụp mũi này cái gì. Rồi, xếp câu 1. Đó là mình làm tâm ô, mình làm sai. Mình làm giống em. A, B, C, D. Xong rồi mấy em nói vậy. Cái này tâm ô phải không? Thì mình đề sai như này là vector AC và vector DB là sai. AC bằng DB là sai mấy em. Hai này nó bằng nhau đó. Có 12 cho hình vuông tâm O cạnh là A. Tính vector BO nhân vector BC. Vector BO nhân vector BC là em ấy, đó là độ dài BO nhân độ dài BC đó. Nhân cho cos góc xen giữa. Nhưng mà em dễ phải dễ ra. Em phải dễ ra, em coi cái góc nó là gì. A, B, C, D phải không? BO nè. BC nè. Hai vector này góc là 45. Ok, nó hình vuông đúng không? Hình góc này 45. Cho nên là A BO là căn 2 chia 2 chứ.
Em phải hiểu là cái hình vuông này là nguyên cái đường chéo á, nguyên cái đường chéo là căn hai nè, nguyên cái chéo là cạnh nhân căn hai, cho nên cái đoạn BO này nó phải là cạnh nhân căn hai chia hai, nên là a căn hai chia hai, còn cái BC là a đúng không, nhân cho cos 45. Rồi mấy em bấm, mấy em bỏ vào chữ a đi, mấy em bỏ vào chữ a được chưa, em bỏ vào chữ a, cos 45 là căn hai chia hai, nhân căn hai chia hai là nó ra một cộng hai, em thì nó mấy là cộng hai. Câu số 13, cho tam giác vuông cần đại A tính độ dài tổng hợp vectơ, mấy em dễ nha. Vuông cần đại A phải không? Như vậy em tổng hợp vectơ thì nó sẽ ra cái vectơ này. AB cộng AC ra cái vectơ này. Cho tác hình này. Nhân căn này là 1, đây là 1. Thì như thầy nói là cái này đường chéo là căn 2 nè. Đường chéo mà căn 2 là căn D. Ok. Câu số 14. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn vectơ MB bằng chiều 3 vectơ MN, tức là vectơ MP với vectơ MN phải ngược chiều, MB phải ngược chiều MN đúng không, ngược chiều MN ok chưa, và đồng thời MB nó phải gấp 3 lần MN, như vậy cái thằng của B đó em, MB ngược chiều MN mà nó phải gấp 3 lần MN đây này. Câu số 15, biểu diễn vectơ AK hay vectơ AB AC này mấy em phải dễ rồi, nếu mà mấy em phải dễ đánh giá thì bằng mức trung điểm thôi, MN là trung điểm AB và AC, A là trung điểm MN đúng không, và chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất của đường trung điểm nha, A là trung điểm MN thì chúng ta sẽ có được vectơ AK sẽ bằng 1 phần 2 vectơ AM cộng 1 phần 2 vectơ AN. Ok, xong rồi các em sẽ đổi vectơ AM thêm thành 1 phần 2 vectơ AB nha. Là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 vectơ AB cộng 1 phần 2 nhân 1 phần 2 vectơ AN hay là AC đúng không? Là 1 phần 4 vectơ AB cộng 1 phần 4 vectơ AC. Chia nó đáp án là câu C. Số 16 mình lại đúng. Nó kêu em tính vectơ OA, vectơ OA là bằng A trừ O mà. Đúng không? A trừ O thì em trừ O cũng như A thôi. Cho nên vectơ OA nó chính bằng điểm A luôn. Mà nếu bằng điểm A luôn thì là 3, 3 Y trừ 2 Z. Đúng không? 3 vectơ Y trừ 2 vectơ Z. Câu số 17, tính vectơ C bằng 3 vectơ U trừ vectơ B. 3 vectơ U là 3 nhân cái này là ra 9 nha. 9 trừ 3 trừ vectơ V là em cộng cho cái này nhân dấu trừ vô là 2 trừ 5, sau em cộng thấy lại là 1 trừ 8 là câu C. Câu số 8, tìm A để vectơ U nhân vectơ V, điều này có nghĩa là vectơ U nhân vectơ V bằng 0, sau nhân lại trừ 4 nhân 3 là 12, trừ 12 5 nhân A là 5A bằng 0, A bằng 12 phần trăm như là câu B. Câu số 19, tìm tọa độ vectơ NM và các sẽ lấy M trừ N, 1 trừ 0 là 1, trừ 3 trừ 4 là trừ 7 à. 1 trừ 7 là câu A. Câu 20, tìm tọa độ trực tâm, câu này hay nè, câu này mấy em nên quan sát kỹ nha. Còn trực tâm là mình cũng sẽ qua cái gì vậy. Em một tay cái em của mấy ba này. A là trừ 1, 2. B là 1, 3. C là 1, trừ 1. Trực tâm có nghĩa là như thế này nè. Từ A mà hạ vuông góc xuống. Và H. Đúng không? Từ B dựng vuông góc lên là K. Ê lộn, xin lỗi. Khùng. Mình sẽ ghi điểm này điểm Y đi. Điểm này điểm K đi. Điểm này điểm H. Thì cái H này chính là trực tâm em. Trực tâm nghĩa là giao nhau giữa giữa hai đường cao. Như vậy em sẽ chỉ cần giải cái hệ thôi. Vector BH nhân cho vector AC có bằng 0. Thì hai vector là vuông góc mà. Nhìn thấy không? Nhìn cái BH với cái AC này vuông góc nhau này.
mình lại có vector AH nhân vector BC bằng 0. Đúng. Rồi bây giờ nhiệm vụ của em là gọi điểm H cái đi, điểm H có là đầu AB nha. Rồi giờ mình giải hệ thôi. Vector BH là ở H trừ B là A trừ 1 B trừ 3 nhân cho vector AC là C trừ A là 2 trừ 3 bằng 0. Vector AH là H trừ A là A cộng 1 B trừ 2 nhân vector BC là C trừ B là 0 trừ 4 bằng 0. Rồi mấy em nhân vô không? Hoành nhân hoành cộng tung nhân hoành nhân hoành là A trừ 1 nhân 2 là 2A trừ 2. Tung nhân tung là B trừ 3 nhân trừ 3 là trừ 3B cộng 9. Đó, không hết trừ 3B cộng 9. Thầy có cảm giác là mình dính nó tự nhiên là bị lỗi chứ gì. Trừ 3B cộng 9 bằng 0. A cộng 1 nhân 0 là 0. B trừ 2 nhân trừ 4 là trừ 4B cộng 8 bằng 0. Xong em giải giải dưới ra đi. Giải dưới GB bằng 2 nha. GB bằng 2 các em thế những bên tìm A. Và mình sẽ có được là 2A trừ 2 trừ 6 cộng 9 bằng 0. Giải ra là A bằng trừ 8 cộng 9 là 1. Nhân trừ 1 phần 2 à. Nhân trừ 1 phần 2 2 rồi các em. Nghe A một chữ, các em có thể giải hệ cũng được nha. Bài này các em có suy nghĩ cái giải hệ cũng được. Nhưng có A. Rồi bây giờ các làm chọn. Câu 21, phép đo đường kính nhân tế bào cho kết quả là bao nhiêu đây? Đường kính thực tế là cái gì? Cộng trừ 0.2 là cái này 5.8 cho đến 6.2 C. Câu số 22, sai số tuyệt đối cộng trừ 10.000 người. Thì các em, cái này làm tròn nó bị sai số tới hàng chục ngàn đúng không? Như vậy các em phải làm tròn tới hàng trăm ngàn. Làm tròn tới hàng trăm ngàn, làm tròn tới đây nè. Như vậy là 797 00000. Câu số 23, sử dụng máy tính mã tối tính giá trị gần đúng của căn hàng. Tính hàng phần ngàn. Làm tròn cái hàng phần ngàn. Như là các em lấy phần ngàn nó là cái này. Lấy 130.000 thôi. Đúng rồi. Phần ngàn cái này. 1.714.414. Câu số 9, bàn về thống kê dữ liệu. Mốt của mẫu dữ liệu trên. Mốt là cái gì xuất hiện nhiều nhất? Em có cái nào xuất hiện nhiều nhất? Cái này nè. Cái cỡ dài 40 xuất hiện nhiều nhất á. Như là con này. Nó số trung bình cộng thì cũng dễ thôi em. Lấy hai này, mấy cái này nhân nhau nè. Em lấy mấy cái này nhân lại. Đúng không? Xong em chia lại cho cái tổng số là xong. Rồi. Nói chung thống kê là cho điểm đi. Mấy bạn thống kê cho điểm. 3 x 3 cộng 4 x 5 cộng 5 x 11 cộng 6 x 17 cộng 7 x 3 cộng 8 x 19 cộng 9 x 10 cộng 10 x 5 tất cả chia mấy? Chia 100 à? Nha, 6.88 nha. Ok. Rồi, kết thúc video hôm nay. Xin tốt cái like.